Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Cũng Chết Nọ. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi chiều ngày thứ hai, ngày 5 tháng 2 năm 2024, tức là chiều ngày 26 tháng Chạp. Hiện tại chúng ta đang có mặt ngay chỗ đường Hoa Thành Thái, quận 10, Sài Gòn. Trong buổi chiều ngày hôm nay, Tường Cũng Chết Nọ kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi cập nhật tình hình cũng như là đi nhìn ngắm đường hoa lớn nhất tại quận 10, đường Hoa Thành Thái. Ở đây thì chúng ta thấy có rất nhiều loại mai bonsai to lớn và nụ rất nhiều. Tuy nhiên thì hoa mai ngày hôm nay cũng nở rất nhiều luôn quý vị. Đó, 26 tháng chạp nè, cây này nở bung luôn rồi. Ở đây người ta vừa cho thuê và vừa bán luôn cô chú anh chị các bạn. Thuê bán luôn. Những cây bonsai này thì giá nó phải vài chục triệu trở lên. Ở đây là không có niêm yết giá luôn quý vị ha. Bông cũng rất là to. Tuy nhiên thì năm nay hoa mai nở có vẻ sớm hơn mọi năm. Và để bắt đầu video trong buổi chiều ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta đón chào năm mới Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 với nhiều sự may mắn, thành công và luôn hạnh phúc. Năm nay phải nói sức mua của người Sài Gòn giảm rất mạnh luôn quý vị. Từ chợ búa cho đến trung tâm thương mại, quần áo, thời trang cũng đều rất là ảm đạm và vắng khách. Những chậu hoa mai bonsai này thì chủ yếu là để những cái sảnh lớn của khách sạn, nhà hàng hay là những công ty lớn thôi. Hình dáng rất đẹp. Hôm nay mời quý vị và các bạn chúng ta đi một vòng để nhìn ngắm đường Hoa Thành Thái lớn nhất ở tại Sài Gòn. Khu vực này phải nói bán mai xịn không, mai lớn không quý vị thấy không? Dáng rất là đẹp luôn. Wow, cái chậu này đẹp quá trời đẹp luôn của chú anh chị các bạn. Gốc rất là to luôn, hình dáng cực kỳ đẹp, bông thì cũng tuyệt vời nữa, nụ không nè. Mà thấy khách không có mua, không có thuê gì hết. Yếu người ta đi vòng vòng, đi chơi, đi ngắm bông hoa Tết thôi. Thế còn sức mua năm nay thì giảm cực kỳ, giảm quá trời giảm luôn. Tiểu thương người ta đang ngồi rất là buồn và họ lo lắng. Năm nay nhiều khi là thua lỗ luôn quý vị. Với tình hình sức mua ảm đạm như năm nay thì khả năng là thua lỗ một cách trầm trọng. Buổi chiều thì thời tiết mát nên đi ngắm hoa. Năm nay như nó có những cây nó nở hoa hơi sớm luôn quý vị. Nhiều cây nụ nhiều nhưng mà có những cây nó nở hơi sớm. Ồ, dáng đẹp quá trời đẹp luôn. Cây này bông rất là lớn luôn nè, bông rất là to luôn nè. Quá đẹp. Thật sự nói là chơi hoa, chơi bông thì nó cũng khó dự đoán lắm. Có lúc chúng ta mua về nó nở rất sớm, có lúc chúng ta mua về nó nở rất là chậm. Lâu lâu thì mới trúng được một năm, nó nở đúng vào cái dịp Tết thì nó ok hơn.
mấy cây này toàn là mười mấy 20 triệu trở lên không đó quý vị. Cây nhỏ phải 8 đến 10 triệu, cây lớn là mười mấy triệu. Wow, cây này đẹp quá. Đối với hoa cúc rồi hoa vàng thọ, cây tắc thì phải nói năm nay bán rất là chậm. Đó, xe ba gác chuẩn bị sẵn sàng để mà chở cây mai cho khách nè. Quá trời đẹp luôn, nhiều cây đẹp quá trời luôn. Bông vàng thọ. Đó, những cái cây mai bonsai này thì phải nói nó cực kỳ là đắt luôn, tại vì cái gốc nó bự này, bự mà nó uốn, cái hình nó uốn rất là đẹp, bông nó to nữa. Đây, mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta nhìn ngắm ha, nhìn ngắm đường hoa Thành Thái quận 10. Bông hoa đây chưa thấy niêm yết giá nha, nhưng mà mai cực kỳ nhiều luôn, quá trời hoa mai. Vừa cho thuê vừa bán cũng có luôn. Này là hoa giấy nè, hoa giấy cho thuê 1 triệu trên một cây. Đấy quý vị, 1 triệu trên một cây nè. Cho thuê 1 triệu một cây hoa giấy. 1 triệu một cây coi như mua luôn rồi, cho thuê gì nữa cô chú chị các bạn. Có những cây này mà 1 triệu thì giống như là mua luôn rồi. Đó, ghi là cho thuê 1 triệu một cây. Mai ngày 27 Tết rồi cô chú chị và các bạn. Hoa giấy thì mình chơi vẫn là lâu. À, chúng ta tiếp tục đi ha, thoải mái nhìn ngắm đường hoa lớn nhất ở tại quận 10. Nhiều cái dáng đẹp quá nè. Đâu, cây này nó nở hết rồi đây. Cây này nở sớm quá. Mới ngày 26 Tết như vậy là còn ít nụ, chắc xài không kịp rồi. Có nhiều cây năm nay nó hơi sớm, hy vọng là nó không có rụng thì vẫn xài được. Đây ta bán hoa lan. Những ngày Tết như thế này chúng ta đi lang thang ở ngoài các cái chợ hoa để nhìn ngắm bông hoa Tết cũng vui quý vị. Quá đẹp luôn. Trời ơi, mấy cây này đẹp lắm nè quý vị. Dáng nó to và nó có độ cong. Những cây rẻ nhất là 8 triệu, 12 triệu, 15 triệu một chậu bonsai, mai bonsai.
những cây này nếu mà tưới vô là chỉ cần một đêm nó sẽ bung ra rất là nhiều hoa luôn. Nhìn chung mà cũng có khách bắt đầu người ta đi lang thang vừa ngắm hoa vừa mua, nhưng mà chẳng có mấy người mua là bao. Năm nay kinh tế nó cũng hơi khó khăn cho nên phần nào ảnh hưởng đến sức mua sắm hoa Tết. Khu này ta bán hoa lan, hoa cảnh đủ kiểu hoa nè, thấy không? Hôm trước cập nhật một lần rồi nhưng mà hôm nay thì hoa lên nhiều hơn cho nên mình cập nhật tiếp tục để gửi đến quý vị và các bạn. Nhà hàng quán nhậu nè, Tiger nè, bây giờ thì giờ ta sợ uống bia bị thổi nồng độ cồn cho nên người ta cũng hạn chế cái việc đi ăn nhậu nữa. Hoa lan này cô chú anh chị các bạn bao la mênh mông luôn. Đây là một vườn hoa. Ngày mai ngày 27, ngày 28 bắt đầu là sức mua cũng có lẽ sẽ tăng hơn một chút. Nhưng mà năm nay thì người ta cũng không có xuống tiền mạnh để mà mua bông mua hoa về đâu quý vị. Đó, thanh long mà, nó đẹp không? Thanh long, vàng thọ, cúc bông xôi. Những cây nhỏ 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 là 400, 800. Cây này quá đẹp nhưng mà bông hoa thì nở sớm quá. Chủ yếu là người ta đi thăm dò giá rồi đi nhìn ngắm thôi là chính, chứ còn mua thì người ta cũng chưa có mặn mà mấy trong cái việc mua, cô chú anh chị và các bạn. Giá mai năm nay trung bình khoảng từ 1 triệu rưỡi cho đến 4 triệu rưỡi, 5 triệu. Là đó là mai thường thôi nha. Tùy vào lớn hay nhỏ như thế nào. Nhưng mà giá trung bình là tầm từ 1 triệu rưỡi cho đến 5 triệu. Tất nhiên là những cây dưới 2 triệu thì nó nhỏ thôi. Vực này bán tắt nè, quá trời. Wow, mà nói con đường Thành Thái này thật sự là nhộn nhịp và đông vui. Bông hoa mai bắt đầu hôm nay là tràn ngập luôn rồi. Đường phố thì vẫn nhộn nhịp đông đúc. Đây ngày 26 Tết, ngày mai ngày 27 Tết rồi, với cái sức mua mà chậm và
ế ẩm như hiện nay thì sợ rằng là tiểu thương người ta sẽ không bán được nhiều và nguy cơ lỗ vốn luôn. Những cây mai nhỏ thì tầm khoảng 1.800.000, 1.000.000 đến 1.200.000 là người ta bán hết. Đó, những cây nhỏ tầm dưới 1.000.000 thôi quý vị. Đây ta bán lúa nè. Ta đi phía bên này, sau đó mình quay đầu lại phía bên kia để cập nhật toàn cảnh đường Hoa Thành Thái, quận 10 trong buổi chiều ngày 26 tháng Chạp, ngày 10 tháng 2 tức là ngày 1 Tết. Nhìn chung thì cũng có bà con đi mua những cây bông đơn giản nè, bông giấy nè, bông cúc là những loại cây rẻ tiền thôi, tầm 200-300 ngàn, 300-400 ngàn thôi cô chú chị các bạn. Đó, những chậu mai nhỏ này thì có cái giá từ 250, 300, 400. Cây nhỏ xíu nữa thì khoảng 150, 200. Hôm nay thì bà con người ta còn bắt đầu giữ giá thôi, chứ còn qua ngày 28. Ngày 28 Tết thì bắt đầu từ từ giá cả sẽ được giảm xuống. Và đến ngày 29-30 thì giảm mạnh luôn. Nói chung thì mình cũng rất là mong những tiểu thương ở đây người ta bán được bông hoa để người ta có cái doanh thu, cái lợi nhuận tốt. Chứ còn buôn bán mà ế ẩm, năm nào cũng ế đập phá bỏ thì phải nói đôi khi người ta cũng cảm thấy chán, hết động lực để mà buôn bán. Bông vàng thọ nè, quá trời luôn, thấy tấp xe là người ta mừng rồi. Mình sẽ quay trở lại phía bên kia đường ha. Phải nói đường Hoa Thành Thái rồi Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt là một trong những đường hoa rất là lớn ở tại quận 10 của chúng ta. Ở đây người ta bắt đầu bán hoa mai nè. Wow, nhiều cây lớn quá trời luôn vậy. Hôm nay mai lên nhiều rồi. Bông giấy đó, khúc bông xôi quá trời luôn nè. Bông giấy 100k trên một chậu thôi. Nói chung là giá bông hoa sẽ rớt từ từ, rớt theo thời gian, rớt theo ngày. Ngày 26 nó sẽ đắt hơn ngày 27, ngày 27 nó sẽ đắt hơn ngày 28, và như thế thì ngày 29-30 nó sẽ xuống hơn nữa luôn quý vị.
phố Ông Đồ ở tại đường Thành Thái nè. Năm nay cũng có dưa hấu rất là nhiều, và đặc biệt là hoa mai bonsai nằm trên con đường này. Các loại hoa mai bonsai thì chủ yếu là người ta thuê, chứ còn mua thì chắc không nổi đâu, mười mấy triệu một chậu một cây. Mai bonsai là mười mấy triệu một cây, cây nhỏ đó. Còn nếu mà cây lớn là phải 20-30, 40-50. Cho thuê mai, bán mai. Thấy các khách đi mua là cũng vui rồi. Bây giờ thắp nhang cúng vái tùm lum này, bông giấy nè quý vị. Năm nay thì chắc chắn là tiểu thương người ta sẽ hồi hộp, lo âu, lo lắng khi mà lượng hoa chưa được quá nhiều thì bắt đầu là người ta lo lắng và run sợ rồi. Có một cái điều nó hơi khó là tại vì cứ những ngày đầu đem hoa lên bán thì cái giá người ta đưa nó hơi cao, giá đưa lên cao lắm. Ví dụ một cây mai giá đúng nó tầm 2,5-3 triệu thôi, mà người ta hét tới 5 triệu, 6 triệu. Hay một chậu hoa cúc bình thường thì giá tầm 2,5-3 triệu, hét lên 5 triệu, 6 triệu một chậu thì phải nói giá nó như vậy thì làm sao khách người ta mua nổi. Người ta sợ, người ta không mua, mắc quá người ta không dám mua. Mình sẽ đi con đường Thành Thái này, sau đó chúng ta sẽ đi về bên con đường Tô Hiến Thành. Ở đây là vườn hoa lan Đà Lạt. Hoa lan thì giá cao nhưng mà mình xài được lâu, 10, 15, 20 ngày. Thật sự đi mua bông mua hoa chúng ta phải đi xe máy hoặc đi bộ thì mới ngắm được. Chứ còn đi xe hơi thì khó ngắm bông hoa lắm. Những ngày Tết mà chúng ta đi ngắm bông hoa cũng là một điều thú vị và đặc biệt. Tầm khoảng 4:30 trở đi, 4:30 chiều trở đi, dưa hấu nè, đẹp quá trời chưa. Dưa hấu. Chúc mừng năm mới tấn tài tấn lộc. Dưa hấu này mua để trưng bàn thờ cũng đẹp. Thấy đa số là bà con người ta đi ngắm hoa là nhiều. Mua thì chẳng bao nhiêu. Bây giờ bỏ 4-5 triệu mua chậu hoa về trưng mấy ngày Tết sau đó bỏ đi thì đâu phải ai cũng có tiền đâu cô chú anh chị các bạn. Nếu mà nhà ai có việc kiều thì bỏ vài trăm đô la mua thì ok. Đô la hôm nay 100 đô là khoảng 2,4 triệu hơn rồi. Mai quá trời luôn à.
quán nhậu thì những ngày Tết này chúng ta muốn đi nhậu thì cứ đi thoải mái, nhưng mà đi xe taxi về thôi. Thôi tay này to quá nè. Trời ơi, tay này cây siêu khủng luôn, cây bonsai siêu khủng luôn, to nhất từ bữa giờ, bây giờ mới thấy cây to như này, hết hồn luôn, siêu phẩm mai vàng. Trời ơi, to quá to luôn nè. Siêu phẩm mai vàng bonsai. Trời ơi, cây này khủng khiếp luôn. Lần đầu tiên thấy cây này to đến như vậy đó. Hết hồn. Trời ơi, quá trời to luôn. Những chậu mai này lớn lên khoảng tầm 4,5-5 triệu. Cây lớn mà đẹp luôn á là khoảng 12-13 triệu một cây đó. Cây này nở bung hết luôn nè quý vị. Nở bung nhưng mà bông nó không có rụng thì vẫn xài được vài ngày á. Chứ nếu mà nó nở bung mà nó rụng thì là không có xài được nhiều, được lâu. Còn giả sử nó nở bung nhưng mà bông nó không rụng thì chúng ta vẫn xài được 3-4 ngày. Bắt đầu từ ngày mai, ngày 27 tháng chạp 28, 3 ngày nữa thôi là bắt đầu lo bán rồi, có thể là người ta sẽ đi mua nhiều hơn. Tuy nhiên thì sợ rằng giá bông hoa không giảm xuống thì rất là khó để mà bán nhanh được. Đây một vườn hoa giấy nữa nè. Giấy này thì cũng vài triệu một chậu, tại vì cái gốc nó gốc đẹp quá mà. Trời ơi, siêu khủng luôn, hoa giấy khổng lồ luôn quý vị. Bây giờ mình sẽ đi vào con đường Tô Hiến Thành ha. Đó, bông hoa tràn ngập luôn nè. Ôi ôi, tiểu thương ngồi buồn quá trời luôn, khách không thấy bông hoa nở rộ luôn. Thấy có người bán rồi, xe ôm đang chờ sẵn để mà chở cho khách thôi. Quá trời hoa luôn. Hoa hồng, hoa cúc, quá trời luôn nè, hoa vàng thọ. Bên đây thì hoa mai. Đây này cô chú anh chị các bạn, mai nhỏ nhỏ thì cũng 350 một chậu, 400 một chậu nha. Rẻ rẻ cũng phải 250, 300, chứ không có rẻ hơn đâu. Chúng ta đang có mặt ở trên con đường Tô Hiến Thành, quận 10. Tô Hiến Thành, quận 10 rồi quý vị. Đa số ở đây bán cúc với lại cúc mâm xôi là nhiều, bông vàng thọ nữa. Tiểu thương ngồi chán luôn, bấm điện thoại buồn luôn. Chẳng thấy khách cửa đâu cả, cô chú anh chị các bạn ơi. Cầu mong sao người ta có khách để đến chứ không là. Ui, một vàng thọ. Nguyên con đường này khách đâu? Khách đâu cô chú anh chị các bạn? Thường thường mua hoa là buổi chiều trời mát mà người ta dễ đi mua nè. Buổi sáng thì người ta khó mua tại vì người ta không có trả giá được.
Đó, hình ảnh được ghi hình trực tiếp buổi chiều ngày thứ hai, ngày 5 tháng 2 năm 2024, tức là ngày 26 tháng Chạp. Đây, hoa đẹp đang chờ khách. Kiểu này thì đến ngày 29-30 bắt đầu là rồi. Đại hạ giá, siêu hạ giá luôn. Đó, cúc này 3 triệu một chậu nha quý vị. Cúc lớn á, chậu lớn á là 3 triệu một chậu. Loại nhỏ là 1 triệu rưỡi. Nhỏ nữa là 700 một chậu. Hôm trước mình hỏi rồi. Nói chung không biết là đến ngày hôm nay các tiểu thương đây bán được 10% số lượng hoa chưa nữa. Khu vực này chuyên bán bông vàng thọ và hoa cúc. Thấy tiểu thương ngồi chỗ này cũng buồn lắm à. Cái điều quan trọng đó là bông hoa đừng thách giá quá. Người ta vào, người ta coi hoa mình thách giá cao quá thì người ta khó trả luôn quý vị. Và hầu như người ta quay lưng đi thôi. Người ta không muốn muốn mua gì hết. À, bây giờ mình sẽ đi về đường Lý Thường Kiệt đi, để cập nhật trên đường Lý Thường Kiệt, khu vực của nhà thi đấu Phú Thọ, để xem thử là bông hoa lên như thế nào. Năm nay đoạn này rất là ít luôn rồi nha, mọi khi là có luôn quý vị. Năm nay lên rất là chậm nè. Thật sự mà nói, lượng hoa năm nay tiểu thương đem lên Sài Gòn không có nhiều như mọi năm. Có nhưng mà không nhiều như mọi năm đó. Cúc, những chậu trúc cúc lớn này là phải nói 3 triệu một chậu, nghĩa là một cặp đó là 7 triệu. Tất nhiên giá đó chúng ta chưa trả giá nha. Đoạn này đó người ta tiếp tục bán hoa mai nè. Bạc ngàn hoa luôn, hoa mai tắt bông giấy. Đó, người ta đi coi là nhiều chứ còn đâu có thấy mua gì đâu quý vị. Quá trời luôn, trời ơi. Nguy cơ sẽ bị lỗ nặng luôn rồi quý vị ơi. Bye. 2 triệu 3 một chậu nè. 3 triệu nè. 3 triệu này quý vị. 2 triệu 3, 1 triệu rưỡi, 2 triệu rưỡi. Nên biết giá luôn. Đó. Cô chú chị bạn thấy không? Cây này là 3 triệu nè. 3 triệu. Cây bên đây là 2 triệu 3. Cây tiếp theo là 1 triệu rưỡi nè.
đây có một số cây đào Hà Nội nè. Hà Nội mặc dù là chiều ngày 26 tháng Chạp nhưng mà khách đến mua thì vẫn lác đác một vài người thôi. Tiểu thương thì đang đứng để mà ngóng chờ khách đến mua hoa. Xe ôm thì cũng đang đứng chờ sẵn sàng để nếu mà có khách thì sẽ chở cho khách. Nhưng mà nào đâu khách chẳng thấy. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.